Quý khán giả đang theo dõi chương trình hộp thư truyền hình của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh, phát sóng vào lúc 21 giờ 35 phút ngày 18 tháng 11 năm 2022 trên kênh TTV11. Thưa quý khán giả, trong chương trình hôm nay là phản ánh của chúng tôi về một trại chăn nuôi heo ở ấp Cầu Trường, xã Hậu Đức, huyện Châu Thành. Trong quá trình chăn nuôi chưa đảm bảo về xử lý chất thải đã gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống cũng như sinh hoạt của người dân xung quanh. Qua nội dung người dân phản ánh đến Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh về một trại chăn nuôi heo gây ô nhiễm môi trường của gia đình ông Trương Văn Đến và bà Võ Thị Mỹ, ngụ tổ 3, ấp Cầu Trường, xã Hậu Đức, huyện Châu Thành. Tình trạng này diễn ra đã vài tháng, khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn. Cứ tầm 12 giờ trưa đến 5-6 giờ chiều là bốc mùi hôi thối. Trước đây, gia đình ông Trương Văn Đến đã từng nuôi heo trong suốt một thời gian dài. Hộ này cũng đã xây dựng hệ thống bioga để xử lý phân chuồng và nước thải, nhìn chung cũng khá bài bản và cũng không ai phản ánh gì. Sau đó, dịch tả heo châu Phi bùng phát nên đã tạm ngưng một thời gian khá dài và mới nuôi lại thời gian gần đây. Tuy nhiên, do số lượng đàn heo tăng so với thời gian trước, cộng với hệ thống hầm bioga đã xuống cấp theo thời gian nên phát sinh mùi hôi thối như người dân phản ánh vừa qua. Vì là hàng xóm láng giềng nên đã khuyên bảo nhắc nhở gia đình giữ gìn vệ sinh. Nhưng dường như hộ ông Đến không quan tâm, buộc phải ý kiến lên chính quyền địa phương, cơ quan báo đài, các ngành, các cấp. Đồng ý là chăn nuôi để phát triển kinh tế, nhưng phải đảm bảo môi trường, không thể bất chấp sức khỏe của bà con trong xóm được. Nuôi tới 5-6 tháng nay rồi, thì nuôi này nó hôi thối. Nhưng phê là lâu năm quá là nó sợ ô nhiễm mạch nước, bây giờ tôi ở gần đây nè. Nó hôi thối quá, tôi ăn cơm cũng không được nữa. Cả 6 giờ, 5 giờ, vô chừng đổi, có khi giấc trưa 12 giờ trưa nữa. Thì tôi muốn cơ quan nhà nước giờ giải quyết sao cho nó đừng hôi thối thôi. Trước phản ánh của người dân, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh đã xuống trực tiếp để ghi nhận thực trạng. Theo đó, trại heo này có diện tích khá rộng, nằm lọt thỏm trong vườn cao su. Lúc nào cổng chính cũng được khóa trái, xung quanh được rào kính bằng kẽm B40 để phòng người lạ ra vào. Thực tế ghi nhận, mặt trước trại nuôi heo thì mùi hôi cũng chưa nặng. Nhưng nếu đi vào phía sau đất thì mùi hôi bắt đầu nặng dần vì có một cái hầm lộ thiên khá rộng, được dùng để chứa nước thải và xung quanh cũng khá nhiều nhà dân sinh sống. Ngày 2 tháng 11, phóng viên đã liên hệ Ủy ban Nhân dân xã Hậu Đức để trao đổi nội dung trên. Tiếp đó, ngày 3 tháng 11 năm 2022, Ủy ban Nhân dân xã Hậu Đức thành lập tổ công tác đến kiểm tra việc chăn nuôi heo của hộ dân bị phản ánh. Tại thời điểm kiểm tra, chủ hộ nuôi heo không có mặt. Tổ công tác đã làm việc với người trông coi chuồng trại, đồng thời lập biên bản ghi nhận thực tế hoạt động chăn nuôi. Theo ghi nhận, cuối trại heo là một ao nước lộ thiên ngang khoảng 5 mét, dài hơn 50 mét, dùng để chứa nước thải bốc mùi hôi thối nồng nặc. Nguyên cả khu vực trong hầm nổi bọt đen đặc quánh. Cống nhựa PVC nối từ 3 khu chuồng trại xuống ao chứa nước thải luôn trong tình trạng nhỏ nước. Mặc dù nước thải vẫn trong phạm vi đất chuồng trại, nhưng nếu về lâu dài sẽ thẩm thấu ra môi trường xung quanh. Đi qua cái đề mình đi kiểm tra thực tế với anh em con xung quanh người ta là đúng chính xác. Đó là do là cái hộ này chăn nuôi mà xả nước trực tiếp ra ngoài môi trường, chứ không qua cái khâu xử lý gì hết. Mặc dù có hệ thống nhưng mà hệ thống hiện tại bây giờ nó đã xuống cấp mà không sửa chữa, nên là cái địa phương cũng có một phần là trách nhiệm mà không có thường xuyên kiểm tra giám sát để xảy ra cái tình trạng vừa qua. Sáng ngày 4 tháng 11 năm 2022, đại diện chủ nuôi heo là ông Trương Văn Đến đã đến Ủy ban Nhân dân xã Hậu Đức làm việc về nội dung liên quan. Trao đổi với Ủy ban Nhân dân xã Hậu Đức trong buổi làm việc, hiện nay hộ ông Trương Văn Đến đang nuôi khoảng 40 con heo trưởng thành, 20 heo con. Số heo này được nuôi nhốt trong 3 chuồng, có xây dựng hầm bioga nhưng vẫn chưa đảm bảo về mặt môi trường. Tại biên bản làm việc ngày 4 tháng 11, Ủy ban Nhân dân xã yêu cầu ông Đến khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường tại khu vực chăn nuôi. Theo đó, chủ hộ chăn nuôi phải sửa chữa lại hầm bioga hiện có, xây dựng thêm hầm bioga mới, vệ sinh chuồng trại sạch sẽ nhằm khắc phục dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường, không gây ảnh hưởng đến người dân xung quanh. 4 tháng 11 làm việc với Ủy ban Nhân xã, làm việc với hộ của ông Trương Văn Đến là yêu cầu là trong vòng 15 ngày hộ chăn nuôi phải
có hướng khắc phục. Nhất là cái thứ nhất là phải cải tạo lại cái các hầm bioga và xây mới hầm bioga. Hậu ông tư nhân đến cũng đồng ý chấp nhận, ông sẽ khắc phục những cái thiếu sót mà ủy ban nhân xã và ngành chuyên môn của ủy ban đã chỉ cho. Theo hướng của ủy ban nhân xã, nếu mà trong vòng 15 ngày mà ông tư nhân đến không khắc phục được cái tình trạng ô nhiễm môi trường thì đoàn sẽ xuống lập biên bản xử lý vi phạm hành chính, thẩm quyền tới đâu ủy ban xã sẽ làm tới đó. Nếu mà vượt quá thẩm quyền thì sao phải báo về phòng tài nguyên môi trường huyện lên kiểm tra và xử lý. Trao đổi với phóng viên, bà Nguyễn Thị Mỹ, vợ ông Trương Văn Đến cũng giải bày về những khó khăn trong chăn nuôi. Thời gian qua, dịch bệnh heo châu Phi đã khiến gia đình bà thua lỗ nên đã phải ngưng nuôi heo suốt một thời gian dài. Mới đây, có công ty cám cho gối đầu và hỗ trợ kỹ thuật nên gia đình bà cố gắng gây lại đàn heo để kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống. Việc mùi hôi thối trong quá trình chăn nuôi ảnh hưởng đến bà con xung quanh thì gia đình bà hứa sẽ khắc phục trong thời gian sớm nhất, theo đúng cam kết trong buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân xã Hậu Đức vào ngày 4 tháng 11 năm 2022. Trăm năm thôn, bây giờ mình sống nhà năm, chỉ có chăn nuôi với trồng trọt thôi. Thì tôi cũng nuôi chút đỉnh để mà sinh sống chăn nuôi, thì đương nhiên nó cũng phải có mùi, bà con cũng phải thông cảm. Lên trên xã, thì ông xã tôi cũng có hứa 15 ngày làm cái hầm ga. Thì bây giờ tới đây tôi cũng sẽ làm y như vậy. Đối với trường hợp của hộ ông Trương Văn Đến, bà Võ Thị Mỹ, thiết nghĩ Ủy ban Nhân dân xã Hậu Đức cần theo dõi việc khắc phục theo những gì đã cam kết trước đó, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra giám sát các hộ chăn nuôi heo trên địa bàn, không để tái diễn tình trạng trên. Sự việc trên không phải là trường hợp cá biệt, bởi ở các khu vực nông thôn, người dân chủ yếu sống bằng nghề chăn nuôi. Việc mở rộng quy mô chuồng trại chăn nuôi nhằm phát triển kinh tế hộ gia đình là tín hiệu đáng mừng và luôn được chính quyền địa phương quan tâm, tạo điều kiện. Tuy nhiên, một số hộ chăn nuôi hiện nay vẫn chưa quan tâm việc xử lý chất thải, dẫn tới toàn bộ hệ thống nước thải, phân heo ở các chuồng trại chăn nuôi được xả thẳng ra môi trường. Trong khi đó, tại xã không có điểm chăn nuôi tập trung, nên rất khó để di dời các chuồng trại này đi nơi khác. Vì vậy, địa phương luôn thực hiện tuyên truyền vận động các hộ chăn nuôi phải đảm bảo vệ sinh môi trường chăn nuôi. Nhưng thực tế, các hộ trên vẫn tái diễn vi phạm. Dạ rồi anh ơi. Thưa quý khán giả, chương trình học thư truyền hình của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh đến đây xin tạm dừng. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả vào chương trình kỳ sau.